Xin chào mọi người, mình là NOVE đến từ No Sleeping. Quay trở lại với game Câu Cá và Cuộc Sống Live Fishing. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chuyên mục series Câu Cá Theo Yêu Cầu. Bạn Nguyễn Tuấn Kiệt Trần, tên dài thế nhỉ? Thách anh câu được cá y tá. Bạn Phong Anh: em thách anh câu được cá bác sĩ. Y tá bác sĩ là một đôi à? Bạn Nguyên Nhe: à, lần trước mình đọc nhầm bạn này tên là Nguyễn Thế à? Thế Nguyễn à? Hóa ra bạn này tên là Nguyễn Nhe, Nguyễn Nhẹ. Anh câu cá y tá và cá bác sĩ đi. Bạn Trần Thúy Kiều: anh ơi, câu cá y tá với bác sĩ, cá đi anh. Mong đừng ai copy, mong được lên TV lần 3. Trời, lần 3 cơ. Ác chiến nhỉ. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi câu cá y tá và cá bác sĩ nhá. Cá bác sĩ thì có ở môi trường biển ảo các bạn ạ. Y tá cũng ở biển ảo luôn. Bác sĩ y tá ở cùng một cặp. Bây giờ chúng ta sẽ qua biển ảo. Để câu cá y tá bác sĩ thì các bạn vào cửa tiệm. Không trang bị mồi cấp 2 nhá. Trang bị cái 9 giây là được rồi. Tiếp đến chìm 2, ok. Tiếp đến là mồi 3 sao. Mặc dù con cá này nó chỉ có 2 sao thôi, nhưng mà chúng ta vẫn phải dùng mồi 3 sao, tại vì nó sẽ vướng mắc các con cá khác. Sau đấy thì các bạn tiến lên một chút. Tiến khi nào mà cái mũi tàu ấy, nó chạm vào chân núi ấy, thì các bạn dừng lại. Chạm rồi nhở? Chạm rồi đấy, sau đấy các bạn phun lực thôi. Kiểu gì cũng chạm cá y tá cả cá bác sĩ. Nào, mấy em né ra. Đây. Các bạn nhìn thấy hai con cá chưa? À, mình quên, mình không bấm sonar rồi. Để phát này mình bấm sonar cho mọi người nhìn nhá. Nào, xuống đi, xuống. Đừng em nào cắn nhé. Y tá bác sĩ một cặp. Đây, cá bác sĩ 31. Ô, cá y tá đâu? Cá y tá bên dưới rồi. Cá bác sĩ là level 31 nhá, còn cá y tá thì mình chưa kịp chụp. 13, 12, 10 giây có kịp chụp cá y tá không? Đây rồi, cắn luôn rồi các bạn. Con y tá nó cắn luôn rồi, chụp xem bao nhiêu. 38, y tá 38. Ủa sao bác sĩ có 31 mà y tá tận 38 vậy? Buồn cười vậy. Tưởng là bác sĩ phải khỏe hơn y tá chứ. Phải lớn mạnh hơn chứ. Yếu hơn à? Không ổn rồi, bác sĩ này không ổn. Ừ thôi ôi, cày thế nhở? Gần được rồi. Cá vui nhộn. Không bạn nào yêu cầu câu cá vui nhộn nhở? Mình vừa câu xong á. Nào, cắn. Ok, bao nhiêu đây? Bác sĩ 31 thật này. Y tá 38, bác sĩ 31. Buồn cười thế. Ok nhá, vậy là câu xong cá y tá bác sĩ nhá. Bạn Nguyễn Ốc à? Anh chỉ em câu cá voi xám đi. Em phải cần làm gì để câu cá voi xám? Bạn Thư Văn, Văn Thư: anh ơi, làm sao để câu cá voi xám? Vậy anh, dạy anh. Ok. Bác Trần, bạn Bắc à? Câu cá voi xám đi anh. Bạn Nhân Minh: anh ơi, em thách thức anh câu được cá voi xám. Ôi giời đất ơi, chúng ta đi câu cá voi xám thôi. Cá voi xám thì có mặt ở biển Vật Tượng và biển Khoa Học, nhưng mình sẽ câu ở biển Vật Tượng nhá. Thường thì chúng ta sẽ câu ở biển Vật Tượng để làm nhiệm vụ luôn. Tôi vẫn trông giống như một con cá voi sao. Bây giờ các bạn trang bị cho mình bỏ cái mồi cấp 2 này, dấu 9 giây này, dấu cấp 2 này, chìm 2 này và 3 sao vậy thôi. Lúc nào mấy cái này nó cũng phải trên 20 nhá. Tại vì mình thích số 20 thôi. Bây giờ thì các bạn tiến lên đi mắc lực. Ở cái đoạn này tôi quên mất rồi. Đâu nhỉ? Lùi lại một chút à? À đúng rồi, các bạn lùi lại cái dương này nhá. Đi mắc được xong các bạn lùi lại cái dương này, che cái dương này giúp mình. Phải không nhỉ?
Hay mình nhớ nhầm rồi, thử quăng một phát xem có đúng không. Đúng không ta? Đúng vị trí cái vai xám không ta? Ấy đúng rồi này. Nhưng mà phải tiến lên một chút, các bạn tiến lên một chút giúp mình. Tiến lên một chút, tiến lên một chút. Đây, cho cái dương ở đuôi thuyền đi. Bây giờ thì chạm được vào cái vai xám không? Đúng rồi mà. Theo kinh nghiệm của mình là đúng rồi đấy. Ui, câu được cái nón, câu được cái mũ. Cái mũ thợ nặn. Ok, bây giờ chúng ta lại quăng tiếp xuống đúng vị trí cái vai xám rồi đấy. Giờ chỉ quăng cần thôi, quăng khoảng trên dưới gì đó 5-6 phát là kêu thôi. Đây, em cá vai xám level 70. Nào. Cá vai xám ơi. Cá vai xám ơi. Cá vai xám ơi. Cá vai xám ơi. Cá voi xám ơi. Không. Tức thật. Lật la lật la la lật la. Cái gì đấy? Lật la 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 lật la. Chắc vẫn chưa được quá. Nó còn nhiễu nhiều quá. À đây được lại, được lại, được lại. Ồ, ngon ngon ngon. Ai hi hi đồ ngốc. Mày đã bị bắt rồi con voi xám. Ok, thế nhá. Các bạn chỉ cần làm như vậy là câu được cá voi xám rồi. Bạn Nguyên Ngọc 1. Anh ơi, anh câu cá voi Bắc Cực đi ạ. À. Em đăng ký keng của anh rồi. Ok bạn. À, lại là bạn Nguyễn Nhé này. Anh câu cá voi Bắc Cực đi. Ok. Bạn Thỏ Trắng. Anh câu cá voi Bắc Cực nha. Ok. Bạn Nhi Trần. Anh câu cá voi Bắc Cực. Ok, mấy bạn này rất là quen thuộc rồi. Giờ chúng ta sẽ câu cá voi Bắc Cực. Chúng ta cứ đứng ở ngay đây thôi. Quăng cần tiếp. Tại vì con cá voi Bắc Cực thì nó gần ở ngay con cá voi xám. Hai con gần nhau. Các bạn câu cá voi Bắc Cực là các bạn câu được cá voi xám. Các bạn câu cá voi xám là các bạn câu được cá voi Bắc Cực đây. Còn cá voi Bắc Cực này, nó bơi theo kiểu kiểu chừa đẻ. Bụng lên rời. Ở đây không có map Bắc Cực nhỉ? Có cái map Bắc Cực nữa thì hay quá nhỉ. Bao giờ mình cập nhật map mới đây trời ơi. Thề mình ghét cái con cá mặt quỷ này lắm nhá. Đấy, mình còn nhớ cả tên nó cơ mà. Câu nhiều đến mức mà ghét luôn ạ. Cá mặt quỷ. Tiên sư cha nó chứ. Suốt ngày nó cắn mồi của mình. Không, Mata ơi. Cả con cá Mata này mình cũng ghét lắm này. Nhưng mà biển nó cứ có, khổ thế. Thà nó cho một đàn cá voi xám, một đàn cá voi Bắc Cực đi. Cho toàn con cá gì đâu không. Nào 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 Bắc Cực ơi. Đâu rồi, đâu rồi. Yes. Ok nhé các bạn. Xong cá voi Bắc Cực. Bạn bé Huy cu te nhất. Anh ơi, câu cá nhà táng trẻ đi, năn nỉ luôn đó. Cá nhà táng trẻ. Bạn Văn Thái Mai. Anh ơi, câu cá nhà táng trẻ đi anh. Ok. Bạn Phong Nguyễn. Anh săn cá nhà táng trẻ đi anh. Bạn Hòa Nguyễn Thị. Anh câu hai bố con nhà táng đi anh. Mong được lên TV. Ok. Bạn Nhâm Trần Thị. Anh câu cá nhà táng trẻ đi anh. Mong được lên TV. Ok bạn Nhâm nhá. Trung Yêu Duyên. Ô, em đăng ký kênh anh rồi. Anh câu cá nhà táng với cá mập đi. Cá mập thì bỏ qua một bên nhé bạn ơi. Mình sẽ câu cá nhà táng với cá nhà táng trẻ thôi nhá, để cho nó giống mấy bạn kia. Còn bạn nào tên là Duyên á, thì áp xét xem là có yêu bạn Trung không. Bạn Trung bạn ấy đang cô đơn nhá. Bạn nào tên là Duyên thì để lại comment xem có yêu bạn Trung không nhá. Bạn Trung bạn tỏ tình đây. Lớp trung cấp. Ồ, bạn này chắc là lấy YouTube của bố hay anh trai à. Anh câu cá nhà táng trẻ đi ạ. À. Ok, bạn lớp trung cấp. Y Thinh Huỳnh. Anh ơi, câu cá nhà táng đi, mong được lên TV. Ok, bạn Y, bạn Thinh. Ok, chúng ta sẽ đi câu cá nhà táng với cá nhà táng trẻ. Đây, cá nhà táng trẻ thì có ở biển thành phố. Cá nhà táng thì cũng ở biển thành phố luôn. Qua biển thành phố thôi các bạn.
Thực ra bên biển thành phố ấy, nó có một cái ổ cá nhà táng khủng khiếp lắm. Sau đấy thì các bạn tiến lên thôi. Các bạn tiến lên cái giường đầu tiên là các bạn dừng lại được rồi. Đấy. Vào cửa tiệm mô hình như mình, chúng ta mua thêm không hết, cứ để cho trên 20 là được. Cứ trên 20 là ok. Ok, quăng cần. Nào. Đúng không ta? Hay là sai nhỉ? Mình quên mất rồi. Nhà táng trẻ ở vị trí này đúng rồi. Đây đây. Các bạn thấy không? Nhà táng trẻ. Gia đình nhà táng. Một cái, một đực và một con. Một bố, một mẹ, một con. Sống ở biển sâu. Nào. Không, đúng rồi. Tôi không biết nói gì khi câu được cây hải quy. Còn bạn thì nghĩ sao? Trên trời cao những bông hoa vẫn sáng. Trên trời cao. Này, ngay con cá mặt quỷ mà. Có cách nào có thể tiêu diệt được con cá mặt quỷ không các bạn? Cái game này mà nó sản xuất ra súng bắn thì hay nhỉ? Bắn thẳng vào đầu nó. Nào, nào. Hết cá mặt quỷ, giờ đến con gì đây? Con gì quên mất tên rồi, con cá kiếm. Làm tôi lại nhớ đến cái con cá ngừ. Lần này chắc được rồi, hết rồi đó. Ây, đây là cá nhà táng nhá, con cá nhà táng trẻ nữa. Em nhà táng này thì bán đi đã, bán hết nó luôn đi. Em nhà táng thì dễ câu rồi, ngay cái map đầu tiên là có rồi. Em nhà táng trẻ thì mình chưa câu nhiều. Đây đây, em nhà táng trẻ. Ok nhé các bạn, xong gia đình em nhà táng nhá, anh em nhà táng. Một lớn một già. Ngọc Thảo Bùi. Anh chị em với, sao con oxy của em nó chê mồi ạ? À, cái con oxy này là con chuyên gia chê mồi này. Gia Hân Đàm Nguyễn. Thách anh câu được cá oxy đi, em câu hoài không được. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn câu cá oxy. Cái con cá oxy notus này á, nó sống ở biển khoa học. Và nó chê mồi. Tức là thuyền và cái dây của mình không tới được vị trí của nó. Cay là cay ở cái chỗ đấy chứ. Bây giờ chúng ta sẽ qua biển khoa học. Để câu em cá oxy thì chúng ta cứ trang bị mồi 9 dây thôi. Bỏ qua cấp 2. Chìm 2. Trang bị chìm 2 và mồi 3 sao được rồi. Ok, sau đấy các bạn đi full. Đi đến khi nào mà không đi được nữa thôi. Con oxy này nó ở xa lắm, mà thuyền với dây của chúng ta không chạm tới được nó. Rất là khó chơi. Khó là khó cái chỗ đấy, chứ không phải khó cái chỗ nào khác các bạn ạ. Thực sự là khó cái chỗ đấy thôi. Đây ví dụ đây, con oxy của mình đây. Nó ở bên phải này, nó không ngóc đầu lên. Nếu mà gặp tình huống này thì các bạn phải thoát ra vào lại thôi. Chứ chúng ta cứ thả cần cũng chẳng bao giờ câu nó đâu. Các bạn sẽ thoát ra vào lại. Ở đây thì mình lưu mới tải dữ liệu game cho nhanh. Rồi lại phóng thẳng ra ngoài đấy. Ném cần tiếp xem nó đã chịu ngóc đầu lên chưa. Câu con này tốn thời gian lắm. Dây mới cần không tới mà. Bực ghê ạ. Dây thuyền không tới. Đây đây. Vị trí này là vị trí nó ngóc đầu lên đấy. Chúng ta sẽ liên tục quăng cần trước khi mà nó chui xuống. Nhanh. Đừng em nào cắn nhá. Ma cay thật. Đấy, nó ngóc đầu lên đấy. Chúng ta phải dọn dẹp nhanh trước khi mà nó lại chui xuống. Còn em có vòng nữa đấy, biết ngay mà. Oxy ơi.
Trời đất ơi, tôi thả muộn rồi. Ngóc đầu lên, trời ơi, cay thế nhờ. Mà bị chậm mất một nhịp các bạn ạ. Thức ăn đấy không ngon đâu. Ăn của tao mới là ngon này, cay không? Đúng lúc mà nó ngóc đầu lên thì mình mới xuống. Ô Si ơi, xin mày hãy ngóc đầu lên. Câu mày từ sáng đến đêm, sao mày không ngóc đầu lên? Ô Si ơi, tao xin mày đấy. Xin mày đấy. Cuối cùng thì nó cũng ngóc đầu lên rồi các bạn ơi. Câu con cá này nó phải đúng người đúng thời điểm các bạn ạ. Ok, chúc mọi người thành công. Câu được em Oxynotus nhé. Video cũng kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời đất ơi, mãi mãi nó mới chịu ngóc đầu lên. Tôi mệt mỏi thiệt đó.